Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay 21 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Hồng Diên cần phải thấy cây xăng ba ngón. Thị trường xăng dầu tại Việt Nam lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, khan hàng bởi lo ngại giá cả sẽ tăng tiếp tại kỳ điều chỉnh tới. Tình trạng xảy ra công khai tại thành phố Hồ Chí Minh, bất kể Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng xăng dầu không thiếu và đe dọa rút giấy phép cây xăng nào có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá. Tác giả Trần Văn có bài viết bình luận đăng tải về hiện tượng này. Cây xăng ba ngón nó đặc tả một cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi những người bán xăng rơi ba ngón tay với tất cả khách hàng. Chủ hiệu đó hàm ý cửa hàng chỉ có thể bán cho mỗi người lượng xăng tương ứng 30.000 đồng. Đây là hình ảnh một nhân viên cây xăng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ra dấu ba ngón tay chỉ bán 30.000 đồng cho mỗi người vào ngày 17 tháng 2 năm 2022. Không rõ ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã xem video clip cây xăng ba ngón của tờ báo Tuổi Trẻ hay chưa. Thời lượng của cây xăng ba ngón chỉ có 1 phút 29 giây nhưng rất nhiều thông tin và vấn đề đáng suy ngẫm. Cây xăng ba ngón đặc tả một cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi những người bán xăng giơ ba ngón tay với tất cả khách hàng. Chủ cửa hàng này hàm ý đó là cửa hàng chỉ có thể bán cho mỗi người một lượng xăng rất nhỏ, chỉ có 30.000 đồng. Và lúc này bởi giá xăng đã tăng đến mức 25.000 đồng một lít, 30.000 đồng chẳng được bao nhiêu xăng nên nhiều khách hàng không đồng ý, có người bỏ đi, có người thì giơ 5 ngón tay ra, hiệu là họ muốn mua 50.000 đồng. Trong cây xăng ba ngón, phóng viên của tờ báo Tuổi Trẻ tường trình thêm rằng những người bán xăng đã cố gắng phân bua, đề nghị của khách hàng chia sẻ khó khăn với họ, bởi bán nhiều chừng nào, lỗ nặng chừng đó. Tỷ lệ chiết khấu mà các doanh nghiệp phân phối xăng dầu dành cho các cửa hàng là 0 đồng. Nhưng họ vẫn phải bán theo giá được ấn định nên duy trì hoạt động kinh doanh, đồng nghĩa với việc phải móc tiền túi ra, trang trải tất cả các loại chi phí, từ thuê mặt bằng chẳng hạn như chi phí thuê lại mặt bằng cửa hàng xăng dầu mà tờ báo Tuổi Trẻ đặc tả là tới 80 triệu đồng mỗi tháng phải trả. Tiền điện, tiền nước, đến lương nhân viên vân vân. Chắc chắn chỉ có Việt Nam mới có mô hình kinh doanh càng bán càng lỗ. Song không dám tạm nghỉ vì không được đóng cửa. Cây xăng ba ngón chính là một ví dụ minh họa nữa cho tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Diên. Nhân vật cho rằng, theo báo cáo từ thuộc cấp của ông ta, Việt Nam không thiếu xăng dầu. Và vì xăng dầu không thiếu nên ông Bộ trưởng Bộ Công Thương ra lệnh cho các cơ quan hữu trách gia tăng kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp liên quan đến phân phối xăng dầu găm hàng. Đây là hình ảnh vào khoảng 14 giờ 30 phút một cây xăng trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp nhập hàng và tạm nghỉ bán hàng. Đối với những cửa hàng xăng dầu găm hàng phải lập tức xử phạt về vật chất là thu hồi giấy phép hoạt động. Bộ trưởng Công Thương của một quốc gia không ngừng cam kết sẽ tuân thủ những nguyên lý của kinh tế thị trường, đã không ít lần vật nài thiên hạ xin công nhận mình có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, rất thản nhiên khi tạo ra những cây xăng ba ngón. Và giá xăng dầu tại Việt Nam đã tăng vì vừa qua nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất tạo ra thiếu hụt, vừa vì giá dầu thô trên thị trường thế giới đang leo cao từng ngày. Giá xăng dầu hiện là một trong những nguyên nhân khiến vật giá gia tăng, nhiều nơi rên xiết. Đã có những ước tính như giá cộng hành tăng tới 466%, giá dưa muối tăng 575%, thật là khủng khiếp. Chuyện chưa ngừng ở đó, đã có những dự báo giá xăng dầu Việt Nam sẽ còn tăng nữa và chương trình tổng thể của chính phủ nhằm giúp kinh tế phục hồi sẽ phá sản tan tành. Ông Nguyễn Hồng Diên, nhân vật trước khi đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Công Thương, vốn có kinh nghiệm với tổ chức hoạt động đoàn, hoạt động đảng với rất nhiều điều tiếng như thế. Còn chính phủ thì sao đây cũng là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đặt ra. Cho đến giờ này, chỉ mới thấy một phó thủ tướng là tên là Lê Văn Thành bảo với công chúng rằng trách nhiệm đối với mặt hàng chiến lược như xăng dầu dễ ảnh hưởng cả đến tâm lý công chúng lẫn kinh tế vĩ mô là chuyện thuộc về Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, ông Diên phải chủ động điều hành.
Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Từ cuối thập niên 2000 đã có rất nhiều phân tích cảnh báo liên quan đến những ưu đãi bất thường dành cho các công ty xăng dầu, tức là giảm một nửa thuế thu nhập doanh nghiệp và chỉ thu có 10% trong suốt 70 năm, đồng thời giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với tất cả những người làm việc cho ngành sản xuất xăng dầu và bao tiêu toàn bộ xăng dầu, dầu khí hóa lỏng dành cho các công ty dầu khí quyền định giá bán bằng với giá nhập khẩu sản phẩm cùng loại cộng với 7% thuế nhập cảng xăng dầu, 5% thuế nhập cảng khí hóa lỏng và 3% thuế nhập cảng sản phẩm hóa dầu, vân vân. Không chỉ đặt an ninh năng lượng quốc gia và tình thế hiểm nghèo mà còn là gánh nặng lâu dài cho cả quốc gia. Trên thực tế, nhiều người tin rằng tình trạng khan hiếm xăng dầu do gần đây nhà máy lọc dầu đã cắt giảm công suất làm hình thức bắt chẹt để Việt Nam phải tiếp tục duy trì lợi ích cho các doanh nghiệp ngoại quốc tham gia vào sản xuất xăng dầu bất kể thị trường như thế nào. Khi giá dầu thô trên thị trường thế giới xấp xỉ $100 một thùng, khoản tiền mà Việt Nam phải bù lỗ cho các nhà máy sản xuất xăng dầu sẽ đúng như lo ngại tăng lên chừng 88.100 tỷ đồng. Ai phải mang gánh nặng đó đây là câu hỏi được đặt ra tất cả các giới thông qua giá xăng dầu và việc cắt giảm đủ loại phúc lợi. Hồi năm 2020, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Việt Nam khóa 14 từng thắc mắc rằng tại sao không xử lý nghiêm minh một số người trong chính phủ tiền nhiệm gây ra thiệt hại rất lớn do cam kết với các nhà máy sản xuất xăng dầu những nội dung như đã biết. Không có bất kỳ viên chức hữu trách nào đang lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thèm trả lời, dù câu hiệu quả càng lúc càng trầm trọng đối với đời sống nhân dân cả nước và ngân sách quốc gia. Chỉ có những tuyên bố như ông Diên, ông Thành rồi đâu lại vào đấy. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn lỗ hàng tỷ đô la, hoạt động trở lại không hề dễ, theo báo Lao Động đưa tin. Trừ việc thực hiện đúng cam kết không thể đụng đến những doanh nghiệp ngoại quốc góp vốn vào nhà máy sản xuất lọc dầu, vì không thực thi cam kết sẽ bị kiện và thua kiện. Chỉ có một đối tượng mà những viên chức hữu trách đang lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không cần phải bận tâm hay lo ngại gì, đó là người dân. Muốn nói thế nào cũng được, muốn hành xử thế nào với dân cũng xong. Cha ông người Việt Nam từng ví von rằng miệng nhà quan có gang có thép. Cứ ngẫm nghĩ về những gì đã cũng như đang diễn ra thì ở Việt Nam miệng nhà quan thời Cộng sản không chỉ có gang có thép mà còn đầy ắp mồ hôi nước mắt của người dân lương thiện. Nhà báo Trần Văn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và xăng nhiều là báo nói chứ cây xăng không có nói. Vào ngày 18 tháng 2 tiếp tục nhiều bạn đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đến tờ báo Thanh Niên về tình trạng rất nhiều cây xăng tại các khu vực quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp tái diễn cảnh bán xăng theo định mức. Một số cây xăng ở các quận này chỉ bán có 30.000 đồng tức hơn 1 lít xăng hoặc 50.000 đồng là 2 lít xăng cho một lần đổ. Ô tô cũng chỉ được có 200.000 đồng mỗi lần. Khảo sát tại cây xăng trên đường Phổ Quang, quận phường 2, quận Tân Bình, khi yêu cầu đổ đầy bình xăng, người bán trả lời chỉ bán tối đa cho 50.000 đồng, không thể đổ thêm. Câu hỏi là tại sao lại kỳ như vậy? Có xăng đâu để đổ mà không kỳ? Vậy hết xăng rồi à? Sao? Thấy báo nói xăng nhiều lắm à? Xăng nhiều là báo nói, chứ cây xăng không có nói. Thôi, ráng đổ cho em đẩy đi. Mỗi lần đổ là một lần khó, mất công quá giữa trưa nắng nóng. Và chỉ được có 50.000 đồng, đổ xăng còn trả giá nữa. Đổ đầy cho em, rồi lấy xăng đâu đổ cho người khác. Người bán cáu gắt như vậy. Đây là hình ảnh biểu đồ diễn biến giá xăng 3 tháng cuối năm 2021 đến nay. Chúng tôi đã hỏi tiếp, xăng giờ hiếm lắm hả chị? Thì người bán hàng khẳng định, giá mắc mà không có xăng bán, chứ có xăng bán cũng đỡ. Bán xăng giờ cũng khổ lắm, phải ngó trước ngó sau, đủ thứ nữa. Tiếp tục vòng qua đường Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, lượng người mang xe đi đổ xăng rất đông dù đã hơn 12 giờ trưa. Đa số cây xăng vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên có trường hợp trạm xăng cạnh bến xe miền Đông
trên đường Đinh Bộ Lĩnh dựng biển báo là tạm ngừng sửa chữa. Qua tìm hiểu, một số tài xế xe ôm công nghệ nhận xét rằng mấy cây xăng này bán buôn kiểu bất tử. Mỗi khi thì họ để bán tẹt ga thoải mái 70.000 đồng mỗi lần đổ, khi lại báo hết xăng, lúc lại báo ngừng sửa chữa. Dọc theo đường Đinh Bộ Lĩnh đến giao thông lộ Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, cây xăng lớn ở góc đường này có cùng lúc hai biển đặt phía dưới chân mỗi trụ bơm và ghi rằng tạm ngừng phục vụ và không báo lý do. Đây là cây xăng lớn và đông khách nhất ở khu vực này. Tương tự, xung quanh khu vực bến xe bus ở Chợ Lớn, quận 5 có đến 3 trạm xăng lớn của các doanh nghiệp đầu mối. Lúc 3 giờ chiều 18 tháng 2, trạm nào cũng tấp nập xe ra vào liên tục. Một nhóm tài xế xe ôm công nghệ đang dừng đợi khách trên đường Lý Thường Kiệt đối diện bệnh viện Hùng Vương cho biết như sau. Nhiều cây xăng hạn chế bán lắm, mỗi lần chỉ cho đổ có 50.000 đồng, nhưng họ tinh vi lắm. Lúc thì hạn chế, lúc thì cũng đồng cho đồng ý, tùy ý đổ. Hình như các cửa hàng sợ bị phạt nếu không bán. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án cục lãnh sự, Việt Nam nói sẽ xử lý không có vùng cấm ngoại lệ. Có tin được không? Lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 240.000 công dân được đưa về nước bằng hơn 1.000 chuyến bay trong đại dịch Covid và sai phạm ở cục lãnh sự sẽ bị xử lý không bao che, nhưng giới vận động nói chưa tin hoàn toàn. Hôm 17 tháng 2, bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo chí biết rằng từ chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về nước vào đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, Việt Nam đã triển khai 1.000 chuyến bay và đưa công dân khoảng 240.000 người từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Tuy nhiên, việc lạm thu đội giá ở rất nhiều tuyến đường bay đã gây ra hiện tượng giải cứu giá cao, giá cắt cổ đã được đài BBC và các đài báo tiếng Việt khắp nơi trên thế giới đăng tải. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu với giá cắt cổ đã được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như một Việt Nam ngạo nghễ với năm châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam, rồi thì tự hào quá Việt Nam ơi. Sau khi 4 cán bộ của Cục Lãnh sự Việt Nam bị bắt và khởi tố, dư luận hy vọng sẽ có xử lý mạnh, nhưng sau nhiều tuần lại thấy không khí có vẻ yên ắng trở lại. Đề cập đến vấn đề vụ việc, bà Lê Thu Hằng giải thích phương châm của nhà nước Việt Nam là vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thể phủ nhận những nỗ lực và kết quả nêu trên. Và rằng chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, có liên quan và quan hệ điều tra ra sao. Trả lời đài BBC tiếng Việt vào hôm 18 tháng 2, ông Hoàng Hùng, hiện sống tại Cộng hòa Séc, là người quản lý trang Tôi và Sứ quán trên trang Facebook, chuyên nêu ra các vấn đề mà họ cho là sai phạm lạm thu của các cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, khẳng định như sau. Cho đến thời điểm này, chưa có một cơ quan nhà nước Việt Nam nào làm việc chính danh với diễn đàn Tôi và Sứ quán nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tất cả các liên hệ với chúng tôi đều là dạng ẩn danh, họ chứng minh gián tiếp được là họ đang làm việc ở đâu, cho cơ quan nào, nhưng họ không công bố tên tuổi, chức vụ thật sự của mình. Cho nên, nói đúng ra thì chúng tôi không được tạo điều kiện hay khích lệ nào cả, mà tự bản thân chúng tôi muốn minh bạch, muốn người dân đi đến các cơ quan đại diện Việt Nam không bị gây khó khăn, thì chúng tôi tự làm. Đây là hình ảnh vài tháng gần đây người Việt Nam bay về trong nước luôn chọn quá cảnh qua Campuchia bởi chuyến bay giải cứu có giá cắt cổ. Về vụ lạm thu vé hàng không giải cứu trong đại dịch Covid-19, ông nói tiếp. Theo các nguồn tin tôi có được thì chính quyền Việt Nam mở rộng điều tra sang cả vấn đề lạm thu, hay nói chính xác là tham nhũng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Còn cụ thể điều tra đến đâu, có vùng cấm hay không? Chúng ta đành chờ thời gian trả lời, chứ không biết là người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói như thế có chính xác hay không nữa. Thế nhưng, cho dù có vùng cấm hay không có vùng cấm, thì diễn đàn Tôi và Sứ quán chúng tôi vẫn tiếp tục công việc dùng luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam và luật pháp nước sở tại để chống lạm thu, chống tham nhũng ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài một cách ôn hòa, ông khẳng định.
việc lạm thu hay bố trí khâu trung gian để nhận tiền đặt vé trong dịch Covid-19 chỉ là một phần trong các hoạt động của các lệ riêng biệt đặt ra để kiếm tiền tại các cơ quan lãnh sự quán Việt Nam trên khắp nơi thế giới. Có ý kiến cũng trên mạng xã hội Việt Nam nói là làm thử con tính về số tiền mỗi khách hàng phải trả thêm, đôi khi đắt hơn vài lần, thậm chí 10 lần vé gốc, thì khoản tiền lên đến nhiều triệu đô la. Theo ông Hoàng Hùng, việc xử lý thông tin khiếu nại phản hồi lâu nay từ chính quyền Việt Nam có vấn đề. Ông nói, các thông tin về việc lạm thu của các trang của đại sứ quán đã gửi rất nhiều về cho lịch lãnh sự và cục lãnh sự các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Thế nhưng, rất ít khi được trả lời một cách rõ ràng, minh bạch, phần lớn là họ chuyền bóng cho nhau. Cũng đã có nhiều thành viên được trả lại tiền lạm thu. Cụ thể, gần đây nhất là một cặp vợ chồng đến lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, đăng ký kết hôn. Phía lãnh sự báo giá là 450 euro sau khi đấu tranh và đăng bài trên tôi và sứ quán đã chỉ phải trả có 70 euro. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của cục lãnh sự bao gồm cả cục trưởng, cục phó bị khởi tố về tội ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu. Còn hiện nay, người ta tự nhận là cán bộ cơ quan điều tra, chưa hỏi đến các vấn đề lạm thu của các cơ quan đại diện tại Việt Nam. Các báo Việt Nam chưa nói cuộc điều tra của Bộ Công an có tiết lộ ra các tuyến thu tiền, chuyển tiền liên quan đến các phòng vé, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài vận hành ra sao, nếu đó là các khoản ngoài luồng. Được biết, trên trang tôi và sứ quán đang có cuộc vận động để mọi người phòng lãnh sự của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài phải có tài khoản công khai cho việc giao dịch cũng như có email để liên lạc. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu đưa ra ý kiến thu hút 300 lượt chia sẻ và bình luận. Đôi điều góp ý với cô Hằng, tức là bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thứ nhất là việc đưa công dân về nước là điều đương nhiên của một chính quyền nên làm, mà nói là chính xác là phải làm. Chính quyền là một bộ máy điều hành đất nước, thu tiền thuế từ doanh nghiệp, từ người dân, chính là để làm những việc như thế này. Cô nói, kết quả giải cứu công dân là không thể phủ nhận. Cô cũng không nên nhấn mạnh quá, khiến công luận cảm thấy như thể cô đang kể công vậy. Vậy bộ ăn lương từ ngân sách sẽ làm gì nếu không phải là những việc như thế này? Câu hỏi được đặt ra. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, thì công dân Việt Nam phải trả tiền để được trở về cơ mà. Đây là hình ảnh bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thứ hai, cô nói rằng chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tôi tự hỏi Bộ Ngoại giao, nếu muốn bao che, muốn tạo ra ngoại lệ thì có được hay không nhỉ? Hình như để làm được điều này thì cần có Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nữa mà bao che, tạo ra một ngoại lệ mà lộ ra thì công luận sẽ phản ứng như thế nào? Thứ ba là hai điều trên cô nói là thừa nhưng cô lại thiếu một phần vô cùng quan trọng. Với tư cách là đại diện của Bộ Ngoại giao, cô phải xin lỗi công luận về việc sai phạm của bốn cán bộ đã lợi dụng sự khó khăn để hút máu ăn thịt công dân. Họ chính là cán bộ của bộ cô đang đại diện để phát ngôn. Xin lỗi là điều nên làm, phải làm của một trưởng thành hay một cơ quan, tổ chức có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là như thế. Biết xin lỗi chẳng những không bớt đi tinh thần ngạo nghễ, thực ra tạo nền tảng để ngạo nghễ hơn trong tương lai. Là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, tôi tưởng những điều này cần phải được chuẩn bị trước cho chu đáo, phát ngôn không được thiếu, không được thừa. Cũng xin hiểu cho đây không phải là moi móc, vạch lá tìm sâu, nhưng đối đáp trong trường hợp này mà như vậy, thì vào một vấn đề quan trọng hơn, khi phải đối đáp với ngoại bang mà vừa thiếu vừa thừa như vậy thì sẽ rất dở. Nhà văn Đoàn Bảo Châu nêu lên quan điểm của mình như vậy. Và khởi tố cục trưởng cục lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao Việt Nam đã là thông tin lan truyền từ trước đến nay trong mạng xã hội, trong và ngoài nước, và người dân đang rất chờ đợi. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay. Vào ngày 28 tháng 1, Trung tướng Tuân Sô, Tránh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết là bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao bị bắt giữ. Thông tin ban đầu nói, đây là vụ án liên quan đến tố cáo nhận hối lộ thì cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Cùng tội danh xảy ra việc khởi tố tạm giam ba ông là Đỗ Hoàng Tùng,
42 tuổi, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã nói về hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu. Thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao đưa ra vào ngày 20 tháng 1 trong cuộc họp báo vào đầu năm 2022 rằng quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, những hành vi trục lợi tiêu cực hay thay đổi tính chất nhân đạo của chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Bà Lê Thị Thu Hằng đã nói như vậy. Hôm 31 tháng 1 năm 2022, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã biểu dương lực lượng công an nắm chắc tình hình, phát hiện khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này và liệu Đảng và Chính phủ Việt Nam có làm đến tận nơi tận chốn hay không thì người dân đang chờ xem.